birthday, happy birthday, happy birthday to you. Yo yo yo, Nick Mick. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Như này là như nào? Tôi tưởng mọi người quên sinh nhật của tôi rồi chứ. Chúc mừng sinh nhật anh Hiếu. Bọn em không quên sinh nhật anh đâu. Thực ra là... Mọi người ơi, em bảo mai ấy, là sinh nhật anh Hiếu nhà em mọi người ạ. Thể nào ấy, anh Hiếu cũng gợi ý các thứ để cho mọi người nhớ đến sinh nhật của anh ấy. Nhưng mà mọi người hãy cứ phớt lờ đi nhá, để tạo bất ngờ cho anh Hiếu. Anh Hiếu ra rồi mọi người ạ. Chú ơi, có bánh nào vừa to, vừa ngon lại vừa rẻ không ạ? Mấy đứa kia, chúng mày đi đâu mà tíu tiết thế? Anh vừa gặp Tống Hiếu, nó đang khóc ở bờ đê cơ kìa. Đây, bọn em chuẩn bị quà sinh nhật cho nó rồi đây. Nhưng mà phải giữ bí mật thì nó mới bất ngờ được. Thế sao mua ít đồ thế? Thế đây anh cho thêm mấy chục mà mua thêm. Sinh nhật tuổi thứ 18, phải làm cho nó rực rỡ, cho nó đàng hoàng chứ. Chúc mừng sinh nhật ông nhá. Thực ra tôi với Nhung bảo đi party, là party ở đây này. Nói thế cũng tin. Em chúc mừng sinh nhật anh Hiếu ạ. Em cảm ơn mọi người. Thế quà của em đâu? Sinh nhật phải có quà chứ. Quà đây! Chúc mừng sinh nhật con trai. Bố! Con cảm ơn bố ạ. Bố ngồi đây với chúng con. Đến giờ châm nến rồi nha. Dạ vâng. Ôi giời ơi. Happy birthday. Mày bố ạ. Rồi. Rồi nào. Bây giờ đến anh Dương, cho anh Dương miếng to. Anh xin. Ok kìa Thảo. Ăn đi con. Này, ăn đi. Kìa, thầy mày cho, cứ ăn cho nó thoải mái. Máy thoải đi. Máy thoải đi.